Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch Thảo Cầm Viên. Này, sau lưng mình chính là Thảo Cầm Viên đấy. Mình gửi xe mình đây. Ở đây có chỗ gửi xe. Bây giờ chúng ta sẽ ra mua vé. Ok, đây chính là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thảo Cầm Viên thì có hai cổng. Một á, là cái cổng phụ thì nó nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây. Bên kia cầu là Xô Viết Nghệ Tỉnh nhá. Còn đây là Nguyễn Thị Minh Khai này. Đó. Còn một cổng nữa thì ở bên đường Lê Duẩn á. Lê Duẩn giao với lại Nguyễn Bình Khiêm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi mua vé của. Mọi khi đây là quầy bán vé này. Mình sẽ đi mua vé, vé đâu ta? Vé chắc là ra đây. À đây. À, phòng bán vé chỗ này. Ok. Sao vậy? Vé là bao nhiêu tiền thôi? Đây rồi. Chơi. Em lấy vé. vé qua đây. Nhầm. Xem. 50 phải không ạ? 50.000. Người lớn, trẻ em thì rẻ hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ở đây. Trên kênh của mình có một bạn fan hâm mộ bảo là mẹ bạn làm ở đây, không biết là phải trong các cái cô này không. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2016. Ok, thì vừa nãy mình đi vào từ cái cổng kia. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm bò sát trước nhá. Đây là cái khu nuôi bò sát này. Các bạn thấy có một con rắn nó quấn ở cái cành cây này ấn tượng không? Đây. Bò sát. Trời quá. Này, giờ bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem trong khu bò sát nuôi những con gì nào. Khu bò sát Reptilet House. Con này là con cá sấu hay con thằn lằn vậy các bạn? Nó giống như con cá sấu này, lai với cái con kỳ tôm này ha. Lại giống một chút con thằn lằn bay kia. Thôi thôi. Nói chung là khả năng đồ họa của mấy cái anh xây dựng kém quá. Đây chúng ta có một con rắn à. Con này không có mang, không phải hổ mang rồi. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta đến với những nhân vật chính này. Đây. Đây chúng ta nhìn thấy rằng là có một cặp chăn vàng rất là đẹp. Các bạn nhìn nó to lắm đấy. Con này phải cỡ, nói chung là không đoán được nhưng mà cũng 40-50 kg đấy. Tớ nhìn thấy nó nặng lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo nào. Đây chúng ta có một con chăn đất này các bạn. Chăn đất. Bên này tiếp tục là chăn đất. Đây chăn đất ở trên kia kìa. Đấy. Chăn đất này. Ok. Bên này cũng chăn này. Ôi sao nhiều chăn thế nhỉ? Đây chúng ta có một con chăn rất là béo. Thằng này ăn là lười vận động này. Béo thế này. Đây một con này. Cái đầu nó ở rất gần cái kính các bạn nhìn thấy. Đấy. Trên kia còn nữa kìa. Chăn đất. Wow, một con chăn rất là to, to bá đạo luôn, to lắm các bạn ơi.
Con này dài chắc phải 1, 2, 3, 3 mét. 3 mét độ. Mà nhìn nó to kìa. Cái chỗ kia nhìn to như cái bắp đùi luôn. Này leo lên cái cây này là gãy chắc rồi. Tiếp tục nào. Nói chung là nãy giờ coi thấy toàn chăn rồi đây. Hơi bị nản rồi đấy. Oh, what the hell. Con gì đây? Đấy, các bạn biết con gì không? Con kỳ đà. Con này là kỳ đà nước này. To ghê. Đấy, úi giời. Bơi lội tung tăng. Ơi giời, ngứa mắt kìa. Ôi. To nhỉ. Con này để mình xem nào. Dài 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi đó các bạn. Nhìn thấy mà 1 mét rưỡi đấy nhỉ. Kỳ đà, được rồi. Lát nữa chúng ta sẽ xem nó sau. Xem bên này có cái gì nào. Con gì mà thích ăn là rau cỏ thế kia. Sao mà trốn lắm rồi. Rùa. Rùa, mờ quá, không thấy. Đây là rùa đây này. Đó, rùa. Con này là rùa gì? Thông tin profile của nó đâu rồi? Sơ yếu lý lịch đâu rồi? Rùa đây. Rùa này hình như là rùa núi vàng các bạn ạ. Đây, trở lại với em kỳ đà này. Các bạn thấy cận cái mặt của nó này. Anh này béo, cái bụng nó béo. Này ăn là lười vận động. Mặt nhìn ngu người. Kỳ đá nước, này cho xem thông tin, xem profile của nó. Đấy, kỳ đá nước, ok. Cơ thể, chiều dài cơ thể có thể đạt tới 2,5 mét. Tức là con này còn có thể to hơn. Con này còn có thể to hơn nhiều. Ngứa mắt kìa. Nước giờ có vẻ rất là trong nhỉ. Oh, what the hell. Con gì đây? Iguana. Thằng này bị lở mồm long móng này. Mắt nó gà gà kìa. Này vừa hút thuốc lào xong. To. Nó to. Con này chắc phải bằng 100 con tắc kè của mình cộng lại. Trời ơi, nó dài. Con này để mình xem nào. Từ đây đến đây là 1 mét này. Con này gần 2 mét các bạn ạ. Vãi. Gần 2 mét một con kỳ nhông xanh. Con này mình gọi là Igula thì bên trong thảo cầm viên nó chỉ là kỳ nhông thôi nhá. Kỳ nhông xanh. Tỏ quá. Nào, phiêu phiêu gật gù cái đầu nên là lấy laser chiếu nữa nào. Đó là xe này đó, ok, chiếu thì xe nó có phản ứng gì không nào. Kêu. Này chắc đang ngủ. Đang ngủ mà kiểu như là để đánh lừa nhân viên nó phải mở mắt ra. Đây. Con này là con gì các bạn? Ôi, chạy tung tăng cái này. Con này là nó, mình thấy là họ cho nó ăn, ăn tép nhá. Vậy là con này ăn, ăn động vật. Ồ, con này nó nhảy kỳ tôm rồi ta. Ồ, chắc là kỳ tôm rồi. Đây, đúng rồi. Chắc là kỳ tôm rồi đấy. Đây. Hey, con này to hơn này. Bị mất mất cái đuôi rồi. Đấy, trong kia có một con đang lặn kìa đấy. Đang nằm trong cái nước ấy. Đẹp thế nhỉ. Ui, con này ăn lá này các bạn. Cái này chắc phải suy nghĩ lại. Mình cũng chả biết là đây là cái con gì nữa. Con này là con Igula này. Chắc chắn luôn này. Con này khác với con này các bạn nhìn thấy không. Con này là nó không có cái, có hai cái cục ở hai bên. Con này là Igula này, nó có cái cục này. Đó. Ồ, nó ăn rau rồi. Người ta cho nó ăn rau ngót, rau muống, rau xà lách này, chuối này, đu đủ này. Ăn cũng đầy đủ vitamin nhờ. Thôi được rồi, chúng ta đi tiếp nhá. Đây, một con kỳ nhông xanh nữa. Rất là to. Đấy. Nãy giờ được mấy con vậy các bạn? Chăn này, kỳ đà này, kỳ nhông xanh này. Kỳ tôm hả?
Đây, con này là con gì? À, cũng Iguana luôn. To phết. Xa quá. Đây, chỗ này họ có một cái bức tường đẹp không? Đấy. Chúng ta đến đây chúng ta xem coi có con gì nữa nào. Kỳ đà. Kỳ đà. Đâu rồi? Chả thấy kỳ đà đâu mà. Ôi, nhắm mắt lại. Cá sấu con. Cá sấu bây giờ đã được đưa vào lồng kính rồi. Mà nhìn này. Mặt điêu dân không thể tả được. Đây nhá, đây là cái tai của nó nhá. Đây là mắt nhá. Răng này. Đấy, mũi có thể khép lại được khi xuống nước nhá. Chân này. 1 2 3 4 5, 5 ngón à. Bàn chân sau có màng chân nhá. Đó, cá sấu đó. Hôm nay chúng ta được cận cảnh xem cá sấu. Con cá sấu nhà mình to phải gấp 40 lần con này. Với lại kỳ đà. Này bội thực kỳ đà với lại chân ở đấy. Nào. Con kỳ đà này đẹp này. Mặt dễ thương hơn con kia nhiều ha. Con này dài cũng tương đương con kia nhưng mà béo không bằng. Con này thì các bạn nhìn thấy rằng là cái da của nó có những cái đốm đốm đốm. À, kỳ đà này cũng là kỳ đà nước nha. Kỳ đà nước. À, ok. Nào quay phim kỷ niệm với em kỳ đà dễ thương này một thước nào. Đây các bạn nhìn thấy là đang nằm suy tư. Này kiểu thất tình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi. Đây chúng ta lại đến với loại kỳ đà, một loại kỳ đà khác. Con kỳ đà này là con kỳ đà vân. Phải kỳ đà vân không ta? Các bạn thấy rằng là cái màu sắc của nó khác này. Hay là do nó nhỏ nhỉ? Mình cũng không rành về kỳ đà lắm. Ở đây thì họ cũng chỉ cho nó ăn rau củ quả thôi. Mình nhớ là kỳ đà nó ăn thịt được mà ta. Bên trong kia là có một con rùa. Rùa đó người ta gọi là rùa răng. Rùa răng. Răng rửa. Rùa răng. Ok. Đây. Kỳ đà này có cái lưỡi cái thè ra thè vào giống như lưỡi rắn vậy. Người ta vừa mới vứt dao vào cho nó ăn đấy các bạn. Đó, có thấy cái cánh tay của nhân viên không? Ok. Bên này chúng ta còn một một đống kỳ đà nữa này. Đây, hơi mờ nhỉ. Hello buddy, hello buddy. Cái mỏ nhọn thế, mỏ nhọn như Seco vậy. Bên này một em đang nằm suy tư. Này chắc ăn no quá nên nằm suy tư cho nó nó bớt ấy đi. Đây chúng ta lại tiếp tục đến với kỳ đà. Hello hello. Bắt tay cái nào. Này bảo gần nhau chỉ găng tắc à. Ôi trời ơi, mặt dễ thương. Không đòi ra. Không ra được. Này. Con này đang làm gì đây? Bơi này, bơi này, bơi này. Đấy, lặn xuống rồi đấy. Nó ngứa mồm hay sao ấy. Cọ mồm xuống tường. Xuống dưới cái nền. Này, con này húc nhiều quá, cái mồm nó vênh luôn rồi. Tội nghiệp. Hả? Ở đây còn có ghi dấu thời gian của một số bạn đến ghé thăm nữa. Phải ghi cái tên lên mới thể hiện được. Ta đây là từng ghé thăm đây này. Rùa này các bạn, ôi rùa to thế. Rùa này chắc là chục cân quá. Xem nào. Wow, kỳ đà nữa kìa. Nãy giờ quanh quanh kỳ đà rồi bây giờ đến vương quốc của rùa đây. Quá trời rùa luôn này. 1, 2 con, 3 con, 4 con. Bên kia kỳ đà nữa. Lại chăn. Nhưng mà con này hình như
Ồ, hình như cũng chân đất hay chân vòng vậy ta. Chân nó có hai loại các bạn ạ. Mình để ý là nó có hai loại. Hồi trước nhà mình nuôi hai loại. Một loại là chân vòng, nó cái đầu nó vàng vàng, còn nó cực kỳ hung dữ. Đây, chân gấm nha. Con này khác với con vừa nãy nha. Con này cực kỳ hung dữ và nguy hiểm. Đấy, đọc thông tin nào đây. Đẻ 100 trứng trên lứa. Nó giống Âu Cơ. Xem lại cái mặt nó xem nào. Đúng một chân gấm à. Đây, loại này nếu đúng thì đúng là cái loại cực kỳ hung dữ. Loại này đi rừng rất sợ gặp nó các bạn ạ. Con chân đất nó rất là hiền, nhưng mà riêng con đấy thì nó cực kỳ dữ. Rồi đi tiếp nào. Nãy giờ quanh quanh cái chuồng bò sát mà thú bò sát mà đếm đến đầu ngón tay, còn thua cả thú mình nuôi ở nhà nữa. Lại con là Igula màu đỏ kìa. Con này to ghê. Cái đuôi của nó này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, màu đỏ ha. Hai con rùa đang rượt nhau kìa. Xem nó có chuyện gì xảy ra với nó này. Không có gì cả, vừa nãy thấy nó rượt nhau. Wow. Con này là con rùa biển, giống rùa biển các bạn ơi. Nó con vích kìa. Ôi đẹp thế. Đồi mồi hay gì đấy. Đoạn này đắt tiền này. Wow. Đây cũng cho ăn rau củ quả luôn. Nói chung là thú được vào trong thảo cầm viên là được ăn chay. À đây này, các bạn nhìn thấy là họ cho nó ăn sâu gạo này. Con này là cái con sâu gạo. Con này mua ở tiệm bán chim đầy rồi. Có cả tép nữa này. Con rùa này đẹp thế nhỉ. Này mấy người hay gọi là đồi mồi hay gì đấy. Có cả dế nữa kìa. Những anh bạn dế của chúng ta. Nãy giờ thấy toàn rùa này. Kỳ đà. Chăn Igula. Còn con gì khác không để cho anh em xem nữa. Này. Các bạn nhìn xoay một vòng 360 độ này đó. Ok. Thôi tiếp tục đi thôi. Dù sao thì họ có con gì thì mình coi con đấy. Chúng ta có cái con rùa núi vàng này. Con này bé nhá. Ô, đằng kia có cái con rùa với con Igula ở cự ly gần này. Con này đang lột da này các bạn. Ôi à. Con nào cũng bị lở mồm long móng là sao nhở. Kiểu như là hốc chuồng nhiều quá. Stress. Ô, con này con kỳ tôm mà. Đâu chui ra con kỳ tôm cái này. Con này có hai bên này sao nó phệ vậy ta. Con này đuôi nó bị hỏng. Hai con này quấn lấy nhau. Đấy, con kỳ tôm. Rùa này. Em định đi đâu thế? Cho em xem cận cảnh cái mắt em xem nào. Ôi mắt đẹp thế nhở. Ôi dễ thương ơi, dễ thương. Hơi vô sắc lắm. Thôi, chia tay em mà mình đi thăm con khác chứ. Còn bao nhiêu con đang chờ đợi chúng ta. Này, họ cho rùa ăn rau củ quả này các bạn. Đó. Tiếp tục. Wow, vậy là chúng ta đã đến cuối con đường bò sát rồi. Đây, lúc đầu vào gặp chân, ra đi thì gặp rùa. Con rùa này đang đứng này. Nó có cái đuôi này. Đang đi đấy. Đi như ông cụ. Thôi được rồi. Đi, ra khỏi chuồng bò sát, chúng ta ra ngoài kia xem là chúng ta có cái gì để xem nữa nào. Wow.
lia qua một vòng cho các bạn xem khung cảnh thế nào nhá. Ở đây là cái gì đây? Xem nào. Rái cá. Đấy. Bạn nào biết Tiun không nhỉ? Mình thấy kênh của anh đấy là rất là nói rất là nhiều về rái cá. Anh ta là đi cứu các con vật phải không nào? Đây rái cá, người ta đang cho nó ăn cá, đúng chính xác đã ăn cá luôn các bạn ạ. Đây này, người ta cho nó ăn cá kia kìa. Kia đang nằm ở trong cái phía con trăn kia kìa. Này. Đấy, đang nằm ở trong đấy, hơi tối khó nhìn tí. Đấy, cái mặt nó đấy. Rồi tiếp tục di chuyển thôi, bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi thật nhanh để mình tiết kiệm cái thời gian. Máy nó gần hết pin rồi. Bây giờ đi hướng nào bây giờ? Wow. Đây họ có một cái xô. Cái này là da chăn đấy các bạn. Da chăn đó. Wow. Để mình tranh thủ mình sâu cho các bạn xem hết tất cả các con vật ở đây. Đây là cái gì này? Nãy giờ đi vào phần bò sát kia, bây giờ hoang mang rồi, chả biết đường nào ra đường nào nữa. Rồi, đây là cái khu nuôi mèo rừng. Ok, mèo rừng đâu? Mèo rừng đâu? Mèo rừng có lẽ là nó dễ bị stress, người ta nuôi nó ở phía trong sâu trong kia, không thấy được các bạn ạ. Nó đi sang thăm quan khách. Bên này đây chúng ta thấy được cây vòi hương ha. Đang nằm ngủ kìa. Hey, con cây. Phải không? Ở trong này nhiều khi nuôi gà lại treo biển vịt. Đây con cầy. Đây là cái khu nuôi thú. Thú mà kiểu giống như thú nhỏ thôi. Mèo rừng. Ok. Nhưng mà chúng ta không thấy mèo đâu cả. Cũng mèo rừng luôn. Nó nằm ở trong tít trong kia hay sao á? Ôi, nó bằng cái con mèo ta thôi. Nhìn làm sao mà thấy được, điện thoại làm sao mà zoom được vào đến đấy. Lại mèo rừng. Mèo rừng. Cầy hương. Cầy hương. Cầy hương đâu rồi? Chả thấy đâu cả. Hồi nãy giờ đi mỏi chân ghê luôn. Nên này. Này cây hương. Ôi, hình như đi vòng rồi. Đi đúng một vòng rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta đi ra xem cá đi. Xem cá cái đã. Đây chúng ta có rất là nhiều cá ở đây. Ok. Cá nhỏ nhỏ thôi. Đủ các loại đây, mình thấy có cả cá chép, cá rô phi, cá lóc nữa. Đấy. Bên kia, chỗ cái cầu đấy là chỗ người ta nuôi thú nha các bạn. Còn ở trong này, đây trên cây này là khỉ này. Để mình tìm xem có khỉ không, mình quay cho các bạn xem. Mọi khi thấy nó đu cây, đi đâu hết rồi. Cảnh ở đây đẹp thế. Wow, những cái cây rất là to này. Wow.
Đây, có một cái biển báo này. Xem là có cái gì đây. Ở trong một cái clip mình đã từng đăng lên kênh của mình nhá, hình như có một cái đoạn mình đi qua chỗ này đúng không nào. Đây, du khách họ đang ngồi ấy, tận hưởng cái bầu không khí trong lành dưới những tán cây xanh trên con đường mát mẻ. Nhà vệ sinh này, vào tham quan nhà vệ sinh này, nãy giờ bí lắm rồi. Thôi để mình tự xử. Đi vệ sinh xong tâm trạng nó thoải mái hẳn ra. Nhà vệ sinh ở đây thì miễn phí ấy các bạn, cũng sạch. Tiếp tục đi dạo. Ui giời, cây xanh đẹp lắm. Mình sẽ cố gắng quay những cái cảnh nào thừa thải nhất để các bạn không phải bỏ lỡ bất cứ một cái hình ảnh sống động nào. Đây có con thuyền này. Bạn nào đã từng xem clip của mình là sẽ thấy mình đã từng leo lên con thuyền này. Thôi, bây giờ đang cầm thiết bị rất là đắt tiền, leo lên đấy rồi cái tòm cái xuống sông để không ai cứu rồi chết ấy. Đây, khu này là khu nuôi thú này. Đấy, rồi có một cái cầu này phải cách mặt đất khoảng tầm 2,5 mét đấy. Bây giờ chúng ta xem thú nhá. Xem thú. Hôm nay ít người, mọi hôm cuối tuần đông lắm, đông đen luôn. Đấy, các bạn thấy cảnh sau lưng mình đẹp không? Wow. Đây mình bắt gặp nghệ thuật này. Anh này đang bán cái đồ thổi bóng bay. À quên, nhầm, thổi bóng nước. Ê, không phải bóng xà phòng. Thôi rồi, trở lại với thực tế đi. Ôi, đây có con vịt to đấy. Vịt to ghê luôn. Này, con này là con vịt cao su. Vịt ni lông kìa. Mang vịt vào đây làm gì đấy? Wow, đằng kia lố nhố đông người, rủ nhau xem bói để rồi xem voi. Voi này, lát nữa chúng ta xem voi xong, bây giờ chúng ta đi xem thú trước đã. Ok, một cái lâu đài của thú. Đây, khu này gọi là khu thú móng guốc. Wow. Những cái lan can ở hai bên này họ làm bằng cái xi măng này, nhìn rất là đẹp. Đây, thú đây. Thú đâu. Chỗ này là chỗ để cho thú trú mưa, trú nắng này. Thú đây. Đó là linh dương. Đi tiếp xem nào. Ui giời, mỏi tay ghê. Đổi tay đã. À, bên này là có hươu này các bạn. Hươu. Đấy. Nhiều hươu ghê. Này, ngay bên dưới này có một con hươu này. Bé. Đi rất là nhẹ nhàng các bạn thấy không?
cái kiểu đi của nó rất là nhẹ nhàng. Ở trong này thì thỉnh thoảng có vài con chim này. Đây, chim này, chim cu rừng đấy, đang chạy lon ton đấy. Này gái cu cu. Này, ôi giời, có cái cây này là cây gì, giống cây me ấy nhỉ. Người ta phải rào cái gốc lại chứ không hươu nó ăn cái gốc, nó hỏng mất cái cây của người ta. Đây, bên này còn có hươu nữa này. Đấy. Xem ra trong này họ nuôi toàn hươu thôi. Đây, cái con thuyền vừa nãy mà mình quay phim đây. Trong này thư giãn rất là tốt. Đấy, các bạn nhỏ mà khi nào mà rảnh ý, có điều kiện ra thành phố hoặc là các bạn ở thành phố cũng vậy, thỉnh thoảng đến đây chơi. Thay vì chúng ta ngồi trên máy vi tính rất là mệt mỏi, đi chơi ra này nó cũng vui. Đây, trong này toàn hươu to các bạn. Hươu to nó nấp ở trong cái kìa. Đó, ở trong cái đó là hươu to đấy. Gọi là người ta gọi là hươu cụ nhỉ. Các cụ thì ngồi trong đấy, còn các cháu thì ngồi thế này. Cái con này là con gà tây hài hước. Wow, cái hồ vừa nãy này, cá vàng kìa. Đấy. Úi giời. Chắc mình phải nghỉ tay một chút. Mỏi tay quá. Bây giờ mình sau đồ nghề một tí nhở. Đây, nãy giờ mình cầm cái này để mình đi quay phim cho các bạn này. Cái này là cái tay cầm chống rung, 7 triệu. Cái này điện thoại mới mua ngày hôm qua luôn, 8 triệu. Phụ kiện linh tinh nữa cho cái tay cầm chống rung này nữa thì tổng cộng chi phí khoảng tầm 15 triệu, 16-17 triệu gì đó. 17 triệu, 2 ngày mình tiêu hết 17 triệu. Ok, đây mình đang căn chỉnh cái thiết bị này. Ok ok. Rồi, để chuẩn bị đi quay tiếp nào. Nào để xem bên này họ nuôi con gì nữa nào. Đây các bạn nhìn thấy gà tây này. Kêu cúc 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 cúc. Cúc cúc cúc. Này không mang gạo cho nó ăn nhỉ. Mang bánh mì. Bánh mì nhiều con ăn được lắm. Này Linh Dương này. Đấy. Ở bên kia cái khu mái vòm đấy là cái hồ bơi ít kiêu. Ngay gần cái thảo cầm viên này là có một cái hồ bơi. Ô, các bạn nhìn thấy một con chim gì rất là đẹp. Đấy, con chim gì nó xanh xanh này. Ui xưa. Đẹp thế, chim sổng chuồng đấy. Nhìn này. Đẹp chưa? Chim gì đấy? Bạn nào dành về chim cho mình cái tên cho nào. Chim đẹp thế này. Rồi. Vậy là hết cô thú, chỉ có thế thôi. Còn lại mấy con gà đang đi. Đây có em nhỏ, các bạn nhỏ này được bố mẹ dẫn đi chơi vui không? Bạn cũng phải về bảo bố mẹ dẫn đi chơi. Ở thành phố là nhất định phải đi. Ở xa thì nếu mà có dịp ghé vào thành phố thì cũng phải ghé qua chơi. Kìa con chuột đang chạy.
Đây này, cho các bạn xem cận cảnh cái mặt của mấy cái con linh dương đầu bò này. Thế là bò đi. Ngửa mặt lên đây cho nhìn cái mặt cái nào. Đang cặm cụi ăn không? Nó ăn cái gì đây? Cái này gọi là cỏ trâu này các bạn. Các bạn biết cây cỏ trâu nó nhìn thân nó giống như cây mía nhưng mà nó nhỏ hơn. Lá nó cao mét rưỡi hay mét lận ạ. Cỏ trâu chổi mình trồng rất là nhiều. Cây này bên kia là cái cầu thị nghề 2 ha. Đây chúng ta đi khỏi cái lâu đài, gọi là lâu đài thú vật, lâu đài thú móng guốc. Hết bảo làm clip cho các bạn nhỏ xem, nói tầm bậy tầm bạ. Bây giờ chúng ta đi ra xem voi nhá. Này có các bác chụp ảnh này. Vào đây nếu mà bây giờ thì đa số ai cũng có điện thoại rồi. Còn không có thì thế các bác chụp cho một tấm làm kỷ niệm cũng được. Đời người mấy khi chụp ảnh đó. Này voi này, mấy con voi này, mình đặt tên cho nó là voi tự kỷ. Cứ một động tác cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là tự kỷ. Tự kỷ mát lẽ vô. Yes, voi ha. Đây đã đây cho các bạn xem cận cái mặt con voi này. Ở trong này thì có một chỗ người ta bán cỏ ấy, hay là bán mía gì đấy cho voi ăn, hôm nay mình không thấy. Nếu các bạn thích cho chúng ăn thì các bạn có thể mua cho chúng ăn. Đây, bữa có người đứng ở chỗ này, đứng ở cái lan can này không? Với ra mà nó với cái vòi ra đây ăn được đấy. Nó từ đây ra đấy cũng phải 4 mét đấy, 4-5 mét đấy. Đây người ta rào lại bằng cái lưới điện này. Nó mà phi ra cái thì mình phải chạy đầu tiên. Bỏ các bạn lại. Bỏ lại cái máy quay. Đây có cái chỗ để chúng ta ngồi chúng ta xem người ta diễn xiếc voi. Đây này, đây này. Mấy cụ này đang cố gắng cho voi ăn. Mấy voi này bị tự kỷ. Ngày xưa nó là voi xiếc. Khi mà hết hạn sử dụng mới được mang về đây thành voi sở thú. Sự thật phũ phàng là như vậy. Không, mình nói thật. Này chúng ta bây giờ chúng ta sang chúng ta xem hươu nhá. À đây cái quán ăn hồi trước mình có làm trên clip này. Đắt lắm mà cơm họ nấu dở lắm. Đây voi này. Này hươu này, thấy hươu chưa? Đấy, hươu cao cổ. Đây các bạn xem hươu đi. Đấy, nó đang ăn cái cỏ kìa. Cỏ đấy người ta phải treo nó lên. Cả hai con hươu nhỉ. Đây này, hươu cao cổ này. Xem thông tin của nó này. Đấy, hươu cao cổ Giraffa Camelobra Lina Keles 1785. 17 là đọc sao ta? 17 là 85 là 89. Đây, bây giờ trọng lượng có thể đến 1,2 tấn nhé các bạn. Xem hươu tiếp đi. Mệt không mỏi chân. Nãy đi từ bên kia. Đi từ bên kia. Đi từ bên tít bên kia.
xa nữa này. Cái thảo cầm viên nó rộng gì đâu. Đất thành phố đã hiếm rồi, sao này đất người với rau kiếm đất trong này nhỉ. Này. Quay lại cho các bạn xem nào. Đó. Đó. Đây là camera trước. Nó hơi ngừng ngược một tí. Đi tiếp nào, đi tiếp. Trong này có rất là nhiều cây. Ở bên kia là cái khu nuôi mấy con dê này. Hay là bây giờ mình sang xem dê nhỉ? Đi sang xem dê đi. Đây, chỗ này có rất đông những bạn nhỏ, những bạn giống chúng ta phải không nào? Chúng ta vào chúng ta xem dê nào. Oh, dê và cừu ha. Dê. Hello dê. Mặt nó bắn ghét. Đây là con cừu này. Bé. Cái mặt nó, mà nó vãi bựa. Con dê con này, ôi giời. Ừ, đang nhướng lên này. Có cái gì ăn không? Ôi. Cái mặt nó dễ thương quá đi. Đang thò đầu ra này đấy. Nói chung là đi chơi hạn chế đụng vào mấy con này nhá, nó thì nó cũng dơ ấy. Cái mồm này, mùi này. Cây cối này. Thôi chúng ta đi sang xem con khác nhỉ. Kêu dễ thương. Con nó vừa kêu mày vừa kêu đó. Mày vừa kêu đúng không? Con chó. Kêu lại đây nào. Mày dễ thương thế nhỉ. Này nó húc đấy. Nhìn mặt dễ thương thế mà đều lắm. Thì chúng ta sang đây chúng ta xem mấy anh hà mã. Đây có cái cây hay thế. Hay thế. Cây này bạn xem con hà mã này. To. To bằng 3-4 con heo nái như này. Bên này cũng có hà mã này các bạn. Mà nó trốn đi đâu ấy, mình tìm xem nào. Đây này. Con này cũng to phết đấy. Cái
Du khách cũng đang xem hà mã này. Ôi giời, đây là một cái vườn. Nhìn toàn cảnh nào. Đấy. Đây chắc là con hà mã con này. Hà mã con nhưng mà cũng bằng con heo nái như mình. Bây giờ chúng ta xem sư tử nhỉ? Hay là xem chim trước nhỉ? Hướng nào, hướng nào? Hướng này hay là hướng này? Sang xem chim trước đi. Sư tử lát là xem. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục đi xem chim nào. Con chim này trông tướng lùn với cái mỏ rất là dài. Con này con bồn ông này. Đấy. Đang rỉa lông rỉa cánh nhỉ. Xem nào. Ở trên này thì đây là con cốc đế này. Đấy, con này không phải. Trong này họ nhốt chung mấy loại chim cơ. Quắm đầu đen này. Cò ngang nhỏ nữa. Đấy, cò này. Con cò mà đi ăn đêm đậu phạch tình mềm lộn cổ xuống ao ấy. Ông ơi, ông vứt tên ao cho vào nồi súp và thịt ngon thế mồ. Trên kia kìa. Bay đấy. Đây có một con gì nhỉ? Chim trĩ hả? Gần thế, nhìn chị đẹp thế nhỉ? Nhìn mặt nó này. Rỉa lông rỉa cánh. Hồn nhiên giống như là cô tiên. Coi như không có gì ha. Coi như là không có sự xuất hiện của mình ở đây. Có kia ấy. Đang lấy cái cành cây đi đâu đấy. Ai à? Nên chắc đang xây tổ trên kia kìa đấy. Xem nào. Nào, bay lên nào. Wow. Xem nào. Ôi, mang lên cho anh bạn kia chứ. Hay phết nhỉ. Đây. Iguana tiếp này. Này, ở đây thiếu chim cho nên mang bớt bò sát sang để. Này, mình nghĩ là nhiều bạn nhập Iguana về nuôi không nuôi xong mang sang sở thú tặng cho họ. Đây, giới thiệu với các bạn. Đây là một số con chim ở trong thảo cầm viên. Mình rất là ấn tượng với những cái con chim này. Các bạn thấy rất là đẹp. Phải không nào? Có một nhân vật đặc biệt của chúng ta ở dưới tán cái cây kia. Này. Một con vịt. Vịt uyên ương. Đây nó đây. Đẹp mà nó trốn nằm im như nó đó. Mấy cái con cò này lo nhoi kia. Ở dưới kia có cá kìa. Có cả cá lóc, cá rô phi. Đang bơi lội tung tăng đấy. Nó bơi hết ra bên cái góc bên kia rồi.
Các bạn nhìn nó bơi này, có cá đúng không nào? Đấy, cá đấy. Ok, tạm thời chia tay với mấy chú chim đỏ đẹp, con vịt uyên ương trốn dưới tán cây. Chúng ta sẽ sang đây xem cái nhân vật khác. À, đâu rồi nhỉ? Đây rồi, nhân vật của chúng ta. Một chú khỉ rất là dễ thương. Oh, chúng ta đang tìm cái gì dưới đống lá cây vậy? Con này là khỉ sóc. Đây, các bạn nhìn thấy ở kia có một con khỉ nữa kìa. Ba con lận ạ. Đang bắt châu chấu. Mình nghi là đang bắt châu chấu cao cao. Đây có một con đang leo trèo này. Đấy, leo trèo lại. Đang nhìn xem mấy em ở dưới có bắt được con gì không, xuống bắt với này. Đây thì sắp rồi các bạn. Rồi, ok, chúng ta đi xem con khác nào. Ồ, bên này đang còn cơ mà, xem hết đi đã. Ôi, chim thì to thế. Cỏ ơi, cỏ ơi. Ôi, cỏ. Cỏ to thế. Ôi, nhiều nữa. Chạy sang bên kia xem nào. Đây này, lại đây nhìn cho rõ mặt cụ cò nè. Ôi dồi ôi, cụ ơi, cụ có mấy cái tóc vậy? Ôi, cụ ơi, con xin lỗi cụ, con lỡ lời. Phải gọi là anh cò mới đúng, như gọi cụ đi bỏ đi bố nó gì. Đây, ôi dồi, anh cò này đang làm gì đây? Đấy, đang tìm cá ở trên nền xi măng. Cụ này có cái điệu không thể chấp nhận được. Một cái điệu nghỉ ngơi rất là thoải mái nhở. Các bạn nhìn này. Đây, sang bên này. Cận cảnh cái mặt cụ này, nó cụ này đang bị ở đâu bình thường nó chứ tưởng là bị đau mắt, đau miết gì. Này thấy không? Có vài cọng tóc lơ thơ kìa đấy. Lơ thơ. Ôi giời, hát cái cụ ngẩng đầu lên này. Nhìn cụ oách vãi, diều cụ to vãi, chân cụ dài vãi, phần cụ trắng vãi, lông cụ đen vãi, vãi vãi. Cụ này phải thờ với mình ghê luôn. Chạy tới chạy lui quay phim thế này cho lên YouTube hàng trăm ngàn người xem chứ có phải là một vài người xem đâu. Thở ơ nữa chứ, không biết điều gì cả. Thôi đi quay cụ khác. Đây là một cái tướng, mà cái tướng này mình gọi là cái tướng gọi là hiện đại. Không phải quỳ các bạn ạ, quỳ thì cái gối phải gập ra, cái chân, bàn chân phải gập ra sau chứ. Đây, chân gập ra trước này. Thôi được rồi, chúng ta đi xem tiếp những con vật còn lại ở trong cái khu này. Thôi rồi. Chim gì đây?
tĩnh sao này. Đấy. Ôi giời. Các bạn thấy là đuôi của nó dài, nhìn rất là dài đấy. Ngồi cá lên đầu ông. Hãy đi tiếp. Wow. Wow, wow, wow. What, what the hell. Đẹp thế. Này vặt trộn cái đuôi của nó về thì úi xồi ôi, mang về trưng vào phòng khách đẹp ơi là đẹp. Đẹp hơn cả nút bạc YouTube. Đây lại kỳ nhau nữa này. Đây lại Igula này. Chỗ nào mà cứ thiếu thiếu động vật là lại mang bò sát vào trưng bày. Ở đây bò sát đâu có thiếu đâu. Vậy là chúng ta đi một vòng xung quanh cái khu vườn chim rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem con gì đây, con cầy mực này, con nhím đuôi ngắn ở trong cái khu này. Đây các bạn nhìn này, đây là nhím nhá. Con nhím cảnh các bạn nuôi thì nó rất là bé nhưng mà con này thì nó to. Rồi chúng ta thử xem nào, con cầy đâu rồi. Trốn đâu rồi. Có một con nhím đang trốn ở trong cái hốc cây kìa. Đang nằm ở trong đó. Hơi tối. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xem sư tử nhá. Ở đây các bạn thấy rằng là có một cái cây rất là to. Rất là cao luôn. Đấy. Sư tử nó được nhốt ở trong này. Đây. Các bạn thấy rằng là cái rào rất là cao. Đấy. Bên trong kia là hai con sư tử màu trắng đang nằm ườn ra đấy. Một con đực và một con cái. Con đực nằm bên trong, con cái nằm bên ngoài. Phân biệt nhau là chúng ta phân biệt qua cái bờm ạ. Con đực nó có cái bờm lông ở cổ rất là rậm, con cái thì không có. Đây, đây là một con đực này các bạn nhìn. Thấy là rõ là nó có cái bờm rất là to phải không? Bờm ở cổ đấy. Ngày trưa nắng đang nằm nghỉ ngơi. Sư tử đực. Đây chúng ta có hổ này, một con cọp trắng, hổ trắng. Đấy, hổ trắng. Ok, rất nguy cấp đấy. Bạch hổ hoặc là cao. Người đây cũng bán được không? Wow, bên đây là một cái
khu vực nhìn rất là rộng rãi, có lẽ là vừa mới sửa sang lại. Ôi, hồ bắt bướm kìa. Hồ này là hồ bình thường này. Đi rừng là các bạn cẩn thận nhá, lao ra tấp rồi đây. Nãy là thấy mấy con bướm bay bay, nó nhảy ra nó trộm. Đây là đây này. Đấy, đang nhìn thấy con bướm bướm đấy. Zoom cái mặt nó lại ra này. Đấy, hồ đấy. Nào lại đây cho anh xem sao đứng được ở đây vậy. Thôi được rồi. Hy vọng là trong lần tới ghé thăm nó sẽ lại gần cho chúng ta xem. Hiện tại thì theo máy báo cáo thì pin hết rồi. Pin máy và pin gimbal đều hết luôn rồi. Có lẽ là chuyến du lịch của chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của video. Chào tất cả các bạn.